Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sữa tươi là một trong những thức uống vô cùng bổ dưỡng, cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể của con người. Tuy nhiên thì nếu như uống sữa sai cách có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ thể, thậm chí là phải nhập viện. Và dưới đây sẽ là những sai lầm mà chúng ta thường xuyên mắc phải khi uống sữa. Những cách uống sữa có thể gây nguy hại cho cơ thể. 1. Uống sữa với thuốc. Uống thuốc bằng sữa sẽ tạo một lớp màng bao phủ bên ngoài viên thuốc. Ion canxi và ion magie có trong sữa sẽ gây ra phản ứng hóa học, tạo thành chất không tan trong nước, làm giảm hiệu quả của thuốc. Tốt nhất, không nên uống sữa trước và sau khi uống thuốc 1 tiếng đồng hồ. 2. Đun sôi sữa tươi. Rất nhiều người có quan niệm khi mua sữa về cần khử trùng bằng việc đun sôi sữa lên. Tuy nhiên, hầu hết sữa trên thị trường là đã được tiệt trùng, không cần thiết phải đun sôi. Nếu đun nên đun lửa to, đến khi sôi thì tắt ngay. Như vậy vừa giữ được thành phần của sữa lại vừa có hiệu quả sát trùng, không nên đun bằng lửa nhỏ. Thời gian đun kéo dài, như vậy chất dinh dưỡng trong sữa càng dễ bị phá hoại. Không những thế, thời gian đun quá lâu có thể khiến lacto trong sữa chảy ra và gây ung thư. Ngoài ra, đun sôi đến 100 độ thì đường trong sữa bắt đầu chảy, nên sẽ có màu nâu và dần phân giải thành axit lactic, đồng thời sản sinh axit formic, khiến sữa có vị chua, ảnh hưởng đến mùi vị. Vì vậy, sữa chỉ nên đun sôi, không nên đun lâu. 3. Uống sữa càng đặc càng tốt. Đây là quan niệm không có cơ sở khoa học. Sữa quá đặc có nhiều bột sữa, đường và ít nước, nên nồng độ sữa vượt quá tiêu chuẩn bình thường, không tốt cho sức khỏe. Trẻ thường xuyên uống sữa quá đặc sẽ bị tiêu chảy, táo bón, chán ăn, thậm chí xuất huyết đường ruột cấp tính do các cơ quan nội tạng của bé còn non yếu. Một số loại sữa công thức có thể gây táo bón do hàm lượng đạm cao. Vì vậy, để phòng táo bón nên uống sữa có bổ sung chất xơ hòa tan để cải thiện khả năng tiêu hóa, giảm táo bón, tăng cường hệ vi khuẩn có lợi cho đường ruột và tăng khả năng hấp thụ canxi. 4. Uống kèm trái cây có vị chua. Sữa và các sản phẩm liên quan, đặc biệt là sữa chua, thường được phái nữ kết hợp uống hoặc ăn cùng nhiều loại hoa quả như dâu, chanh, cam, xoài để giảm cân và làm đẹp da. Song hai loại thực phẩm này có tính chất đối lập nhau hoàn toàn. Sữa tạo cảm giác lạnh, còn trái cây lại tạo nhiệt. Khi hệ tiêu hóa làm việc dễ tạo nên những phản ứng khiến casein kết tủa, gây mất cân bằng hệ thống vi sinh đường ruột. Hậu quả để lại là đau bụng, cảm lạnh, dị ứng, tiêu chảy. Nếu muốn kết hợp với trái cây, bạn có thể kết hợp với chuối, táo, bơ, đào, lê, đu đủ là những lựa chọn an toàn. 5. Kết hợp cùng thịt, cá. Sữa vốn đã là một thực phẩm chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động cực nhọc thì mới phân hủy hoàn toàn được. Trong khi đó, thịt và cá cũng chứa rất nhiều đạm. Dùng chung những loại thực phẩm này với nhau chính là tự làm khổ hệ tiêu hóa của chính bạn. Đặc biệt là với những ai bụng yếu thì dễ đau bụng, khó tiêu, dị ứng. Do đó, cần tránh chế biến chung với nhau hoặc uống sữa ngay sau khi ăn thịt cá. 6. Thêm sô-cô-la vào sữa. Khi kết hợp, canxi và protein trong sữa sẽ phản ứng với axit oxalic của sô-cô-la, tạo thành canxi oxalic acid, một chất ngăn cản sự hấp thu canxi của cơ thể. Thiếu canxi là nguyên nhân chính khiến tóc, lông khô, xương yếu, trẻ chậm phát triển, nguy cơ sỏi đường tiết niệu. Vâng, vừa rồi là những sai lầm mà chúng ta thường xuyên mắc phải khi uống sữa. Và dưới đây sẽ là những nhóm người tuyệt đối không được uống sữa tươi vào buổi sáng. Những người tuyệt đối không được uống sữa vào buổi sáng. 1. Người mắc chứng thiếu máu. Trong quá trình tiêu hóa, chất sắt có trong các loại thực phẩm sẽ biến đổi để cơ thể hấp thu tốt hơn. Nếu uống sữa trong bữa sáng thì vừa thức dậy, những chất biến đổi đó sẽ kết hợp với canxi và phốt phát tạo nên hợp chất không hòa tan, ảnh hưởng đến khả năng hấp thu sắt của cơ thể. Do đó, uống sữa buổi sáng là không tốt cho những người thiếu máu hoặc đang trong giai đoạn bổ sung chất sắt để phục hồi cơ thể. 2. Người bị trào ngược dạ dày thực quản. Chất béo có trong sữa ảnh hưởng đến sự co bóp cơ vòng thực quản dưới, từ đó làm tăng sự trào ngược của dịch dạ dày hoặc dịch ruột, khiến tình trạng bệnh trào ngược dạ dày thực quản thêm nghiêm trọng. 3. Người sau khi làm phẫu thuật ở vùng bụng. Bệnh nhân sau khi làm phẫu thuật ở vùng bụng thường có cảm giác đầy hơi, khó chịu. Trong sữa lại chứa nhiều chất béo và casein. Những chất này kết hợp với men tiêu hóa trong đường ruột sẽ biến thành thể khí, gây chướng bụng, đầy hơi, bất lợi cho quá trình phục hồi chức năng nhu động ruột. 4. Người mắc bệnh viêm đường tiêu hóa. Sữa làm giảm độ ảnh hưởng của axit trong dạ dày với chứng viêm nhiễm. Tuy nhiên,
vì sử dụng loại thực phẩm này vào bữa sáng khi bụng đang trống rỗng dễ làm tăng dịch vị dạ dày, khiến tình trạng viêm nhiễm thêm trầm trọng, gây cảm giác đau bụng, khó chịu. 5. Người mắc bệnh viêm túi mật và viêm tuyến tụy. Quá trình tiêu hóa chất béo trong sữa cần có sự tham gia của dịch mật và dịch tụy. Do đó, việc sử dụng sữa cho bữa sáng sẽ tạo thành gánh nặng cho túi mật và tuyến tụy, khiến tình trạng bệnh gia tăng và khó chữa trị. Vâng, vừa rồi là những thông tin vô cùng bổ ích về cách uống sữa tươi mà chúng tôi đưa ra cho quý vị và các bạn. Hy vọng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại!